Tại hội nghị giới thiệu hai báo cáo Việt Nam trước ngã rẽ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài do nhóm Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Công Thương vừa tổ chức. Ngân hàng Thế giới nhận định Việt Nam mới chỉ chuyên sâu vào các hoạt động sản xuất công nghiệp ở công đoạn cuối cùng, đem lại giá trị gia tăng thấp và kết nối trong nước còn yếu. Theo Bộ Công Thương, hiện cả nước mới có 300 doanh nghiệp đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI, nhưng chủ yếu là phụ tùng thay thế chứ chưa sản xuất được sản phẩm chính. Kết nối với doanh nghiệp nước ngoài còn mờ nhạt, hiệu ứng lan tỏa về công nghệ còn hạn chế. Trước thực tế này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng khung chính sách công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực công nghệ của các nhà cung cấp trong nước, tạo liên kết với các nhà đầu tư FDI, thực hiện các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, từ đó góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn lên cao hơn trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu.